Rồi mấy anh YouTube mua clip tụi em đi Vũng Tàu bao nhiêu nè? Em bán một clip một người 500, 10 phút. Quay một video cho tới 1 đô la nữa. Facebook là gì? Quay một video cho tới 1 đô la nữa. Không có, Vũ tôi vô giờ xài trang không à, không có xài về Facebook nữa. Coi thuốc bà nội. Sáng về rồi má. Thôi tôi có bầu khó chịu lắm. Ủa bà kỳ vậy trời, tao bàn cho đã bà kỳ vậy má. Không mà sự với lại hồi xưa làm cha giờ làm gái bên nó ngủ với chúng tao nè. Bà kỳ rồi. Rồi. Không, không có được. Hồi xưa làm cha giờ làm gái anh Bi có một cái khác sao đúng không chị? Thằng gái dặm trường 12 bánh nước mà biết bánh nào trong cái xong là đụng cái của em mai một ngày anh Bi đụng luôn sao? Không. Rồi để bà chi hoài vậy má. Không bỏ được. Má, ai biết chừng nào bà uống. Đây được cái đuôi đốt đá kiếm ai đuôi nào ngủ luôn luôn bị hack Facebook rồi giao hack hả bị hack nào Facebook bị hack rồi vũ đức phương bị hack rồi ngu vậy bỏ đi kiếm đào không bỏ bỏ rồi cái anh bởi vì hiểm ghét anh ghê luôn anh nói mà không chịu nghe đã làm vậy chưa á đã người ta chưa người ta gắn thẻ tới không được thì cũng bị hack thì phương chỉ like cái chân mình quay thôi hiểu không cao cái miệng là của tao thì mua cái sàn hợp ha thì cũng bị hack rồi hồi tối em còn nhắn tin nó nè em nói gì mình tiếu Facebook chị Phương bị hack hả chị tiếu nó tội nghiệp nó ghê á tại vì em nói cho cả nhà mình nghe là Facebook là một cái dụng cụ để chúng ta làm ăn đúng xó nhà biết nhà ta hỏi tôi thấy cái trời điện thoại ở đây nè ông lên phường á tải cả muốn mướn không à nói thì không chịu nghe thấy không cầu được thấy không hôm qua thèm đồ ăn có đứa cốt bữa nay thèm ăn có đứa cốt liền chưa ha mà giữ anh của tàu của xin cô hô cái xa ha ở đâu dạ nè tới mất công rồi qua đây ăn cái ế cái du vi nó cho nó chửi nó xu cà la đi qua đây dạ anh ngồi đây đi anh chứng quốc chi bảo anh ngồi để hoài luôn nha em cho khách vô hết xe đi qua mở hàng cho du vi bán hết bữa nay bán mau mau hết đi đi tàu tiền ai tàu có còn có đi không để tao biết nè bây giờ ngày mai em mấy giờ? Má mấy giờ đi? Trời ơi sáng về má. Anh nói là anh cho biết từ YouTube gặp vợ Nhi nè. Cảm ơn anh nha. Lúc lúc phòng đi cho chị về trước. Anh nói là vợ Nhi em biết rồi đẹp hơn trong hình. Lấy phòng đi anh. Chị về trước. Vậy chị về chơi vui vẻ chơi. Đồ lên cho sao. Về chơi vui vẻ đi. Rồi thôi má ơi mà chất đi đi tôi chất nãy bực bội quá trời. Chị lấy hỏi em xài cái này cái này có hai đứa không ạ ảnh điền mình là hết qua đây qua đây chờ anh nói chuyện thôi không đâu ngồi vui vẻ thôi nói chuyện vui vẻ giao lưu thôi ha có nào có thứ quay hỏi em rồi không biết quay mà đây rồi bảy gấp răng cho khách êm không tiếng không mọi người ấn tiếng không ấn tiếng không dạ không ok vui vẻ bằng đèn ghê á em nói anh nghe bây giờ em đẹp thì em đẹp hoài bây giờ mà ai mà kêu mình làm để mặt thờ của mình thiệt ê đuổi cây này coi nó đâm bây giờ nè trên chân rồi cả nhà anh cho nó cầm hồi nó đâm đó nó chạy nó chọt không đó đó nè con nè kiên trần á kiên trần á em đâu phải đâu phải là nó không có phải kiên trần người ta đẹp trai hơn cái này chặt kiên trần nó lập như con heo vậy đó kiên trần mà kiên trần anh đi phải bốn tên gì quên rồi Thà Hào kia Trần Hào gì nè phải không? Không chứ mày hay là quên TikTok cái gì nè. Phải không? Tôi nhớ lắm. Chứ mày phải chủ. Rồi đây nè, ông này ông quay. Đôi khi cuộc sống này của chú cái là phải không? Bỏ gà phải không?
ông chứ ai sinh viên này quá trời, tôi lấy cái clip ra liền giờ nè, cái lỗ mũi á, lỗ mũi này một châu ăn free. Ok rồi, ok lấy cái clip ra, lấy cái clip ra nhé, clip tôi bỏ đâu rồi, lấy cái bàn mà chủ anh mọi thương mỹ thương cày ha, ok đây đây công nhận hai mẹ con có khu bánh thọt bây giờ đổ qua đây okay. Rồi đi về hả dạ, đi về hả dạ. Nó nghe nè, nếu mà chị có về thì chị biết điều đi, chị về chứ để chồng em lại chứ, với con em chứ trời. Chứ có đâu mà chị đu ra hoài, có người kỳ cục quá trời à. Dạ, chị lại ai đu ai. Đây nè, em nói chị nghe bây giờ, nói một lời đi. Em đẻ con trai được. Cái đầu đinh này đêm đó nè, tôi mới có bầu nè. Có gà không? Cái đầu đinh này đêm đó tôi mới có bầu nè, thật sự luôn á. Thôi giờ tôi thấy chấm, tụi chiếc banh ai ngồi nó bật đèn lên gầm chả. Giờ sao? Bóp vú em hoài. Thôi xui kìa. Người ăn ăn rồi. Để ăn rồi. Cái miệng hơi bóng móng, mắt nó lấp, không có tới cái núm nè. Con, cho mẹ đi con. Mẹ. Chú về đi. Không biết gì luôn. Ủa, tại sao chị lại quán em mà chị ăn hủ tiếu? Bây giờ em nghĩ đi làm tương, tôi nghĩ làm tương luôn. Chị ơi, chị nói chị nghe nè. Quán này bán cái gì chiên? Bán này có ai vậy trời? Bán cho chị. Có đủ món luôn, bay bay. Quán bán cái gì chiên? Chị lại ăn hủ tiếu. Bây giờ chị ăn chị cút thêm, không em bỏ vô tôi xúc cho chị luôn. Vậy là bà đã bán không có chị cút, bà đã bán không có tầm. Hủ tiếu với mình năm gian người ta phải có trứng cút đúng không? Phải có trứng này trứng kia chứ chồng em có trứng ngọc đúng không hả? Tự nhiên YouTube lại quay liền chưa mà tôi không biết nói gì luôn. Thôi trả lời những gì đẹp bắt đầu trả lời bánh luôn. Đúng rồi, bà nói tôi chỉ dở thì nó dở. Ủa, thì còn nước gì vậy? Có ăn